Mới đây, Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu định hướng phát triển mới của tập đoàn tại thị trường Việt Nam, đồng thời ra mắt bộ ba sản phẩm Yamaha Rende Hybrid hoàn toàn mới, Yamaha R15 và NVX màu mới 2022. Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam mẫu xe Yamaha Rende hoàn toàn mới, với ý tưởng thiết kế dựa trên thông điệp tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian. Thiết kế mới của Yamaha Rende 2022 là sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển và sự hiện đại, sở hữu những đường cong duyên dáng, nhẹ nhàng, tất cả nhằm tôn lên vẻ sang trọng, thanh lịch của xe, cũng như người lái. Xe được trang bị động cơ Blue Core Hybrid cùng nhiều tính năng tiện ích mới. Với phiên bản lần này, khách hàng mục tiêu của Yamaha Rende 2022 sẽ là những bạn nữ Gen Z trẻ trung, năng động, thanh lịch. Họ là những con người tự chủ, độc lập, luôn hướng đến những sự lựa chọn tinh tế cho cuộc sống của mình. Do đó, Yamaha Rende 2022 chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng và là người bạn đồng hành đáng tin cậy dành cho những cô gái trẻ hiện đại. Với Rende, đây là mẫu xe ga trong phân khúc xe ga cao cấp, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu dịch chuyển của khách hàng từ xe số sang xe ga và từ xe ga trung cấp lên xe ga cao cấp. Với R15 và NVX đều là những mẫu xe thể thao được trang bị những công nghệ mới nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của các nam khách hàng trẻ hiện nay. Sự thay đổi kịp thời này đã giúp Yamaha Motor Việt Nam đã có thể ổn định và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Cũng trong sự kiện trên, Yamaha R15 mới cũng được giới thiệu đến khách hàng Việt. Tiếp nối DNA thể thao của Yamaha, năm 2022, Yamaha R15 sẽ là thế hệ xe thể thao hoàn toàn mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Phiên bản R15 và R15M 2022 hướng đến nhóm khách hàng chính là những bạn nam trẻ trung có phong cách sống hiện đại, năng động, yêu thích các dòng xe thể thao, đam mê những bộ môn tốc độ. Chưa dừng lại ở đó, kế thừa nền tảng thiết kế dựa trên concept siêu xe tay ga thể thao Super Sport Scooter, Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu xe tay ga NVX 155 VVA hoàn toàn mới, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ ưa thích dòng xe tay ga thể thao. Xe tay ga NVX 155 VVA mang đến trải nghiệm lái hào hứng với sức mạnh mới của động cơ Blue Core 155cc VVA. Ở lần ra mắt năm nay, Yamaha NVX 155 VVA được bổ sung những màu sắc nổi bật mới nhằm bắt kịp xu hướng thời trang và phong cách của người tiêu dùng trẻ. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thế giới đương đại đang bước vào kỷ nguyên số. Đây là sự biến đổi to lớn của mọi mặt đời sống hiện đại, thể hiện vai trò đặc biệt của công nghệ số trong toàn bộ lĩnh vực và mối quan hệ của xã hội. Từ đó, nhu cầu kết nối của con người ngày càng tăng cao. Đây cũng là thời kỳ bùng nổ của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh các sản phẩm mới, Yamaha Motor Việt Nam còn giới thiệu với khách hàng ứng dụng Y-Connect, giúp kết nối người dùng trên các sản phẩm xe máy của Yamaha hiện nay. Y-Connect là một ứng dụng điện thoại thông minh, hướng đến nhóm khách hàng trẻ Gen Z, năng động, những công dân kỹ thuật số. Trong thời gian tới, với sự phát triển nhanh chóng của thời đại số, Yamaha Motor Việt Nam sẽ tích cực cải tiến các tính năng trên sản phẩm của mình, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu khách hàng để tạo nên những dòng xe ưu việt và những giải pháp tiện dụng tối đa cho cuộc sống của khách hàng. Với Y-Connect, Yamaha Motor Việt Nam sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ những bạn nam yêu thích công nghệ đến những cô gái trẻ, năng động, với niềm đam mê thời trang, muốn bắt kịp những xu hướng mới nhất.